năm 2024 đã đến rất gần rồi anh em ạ. Và nếu anh em không sở hữu ngay những chiếc lồng chim để cho những chú chim nhà mình có những cái chiếc lồng mới, những ngôi nhà mới để chơi Tết thì sẽ không kịp đâu. Bởi vì có những mẫu lồng thì phải có thời gian đặt và làm thì mới xong. Và có một vài mẫu lồng thì có sẵn. Và ngày hôm nay thì siêu thị lồng chim quay cho em một cái mẫu lồng chào màu Giáng sinh. Một em lồng này thì sẽ được làm bằng chất liệu gỗ mun và phần nóc rất là đặc biệt đúng không ạ? Nó có vòng cao lên một xíu. Đó, chiếc lồng này rất là đẹp luôn. Anh em mà treo trang trí ở trong nhà và mình vừa chăm sóc chim thưởng trà thì quá là tuyệt vời. Và đặc biệt là nhân dịp Tết Nguyên Đán thì rất nhiều anh em họ hàng bạn bè đến chúc Tết đúng không ạ? Và nếu mà mình có một cái không gian chill này, vừa chơi lồng này, ngắm chim và thưởng trà dịp Tết thì quá là đẳng cấp và tuyệt vời luôn. Đây, nếu mà anh em thích cái chiếc lồng Giáng sinh này thì hãy liên hệ ngay với siêu thị lồng chim để đặt lồng nhé. Bên em thì còn rất nhiều các mẫu lồng khác nữa, từ cu gáy, chào mào, họa mi, gấu, chè lửa. Để anh em có thể dễ dàng và lựa chọn cho mình những mẫu lồng phù hợp, hãy nhanh chóng liên hệ ngay với siêu thị lồng chim để kịp cho mình những chiếc lồng chim cu gáy hay là quả đào, cu gáy hay là chào mào, rồi các mẫu lồng khác nữa để kịp chơi Tết anh em nhé.